Ngày 31 tháng 10 năm 2021, và bất kỳ ai thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội đều biết rằng chỉ có một nơi thực sự phù hợp để tổ chức lễ Halloween, đó là lễ hội hóa trang hàng năm của tỷ phú Na Uy. Lời mời cực kỳ khan hiếm, và nếu bạn đang tự hỏi làm sao để có thể được mời thì chắc chắn bạn không có tên trong danh sách. Những người may mắn, xinh đẹp, nổi tiếng hoặc đủ giàu để được mời sẽ nhận được thông báo trước một năm, mỗi lần một kiểu. Có tin đồn rằng một năm nọ, tỷ phú đã đặc biệt huấn luyện một đàn chim bồ câu thuần chủng để giao những lời mời được in trên các cuộn giấy làm từ tàn tích của thư viện Alexandria. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là tin đồn. Thư mời năm nay đến dưới hình thức là một chiếc xe thể thao sang trọng với một tấm thiệp dập nổi màu vàng đơn giản ẩn trong ngăn đựng găng tay có nội dung người may mắn. Sau đó, nó cung cấp thông tin về chủ đề của năm nay. Kỳ ảo trung cổ, quy định về trang phục sẽ rất nghiêm ngặt và nếu không tuân thủ thì sẽ bị cấm tham gia sự kiện. Nó cũng bao gồm một thông tin quan trọng được bảo vệ cẩn thận: địa điểm của bữa tiệc. Sự kiện xa hoa được tổ chức trong lâu đài của tỷ phú, nép mình ở vùng nông thôn hẻo lánh của Na Uy, nơi ông đã xây dựng cách đây một thập kỷ để dành riêng cho đêm này mỗi năm. Trong 364 ngày còn lại, nó bị bỏ trống. Tất nhiên là ngoại trừ một đội ngũ nhân viên để giữ cho nó trong tình trạng tốt nhất. Khi một nhóm những người lần đầu tiên dự tiệc kéo lên con đường dài ngoằn nghèo đến cổng lâu đài, chiếc xe limo của họ bị chặn lại bởi một người bảo vệ. Lái xe của quý khách cần phải rời khỏi đây, anh ta giải thích. Không một người nào không có trong danh sách được vào. Chủ nhân đã nhấn mạnh việc này. Và thế là cả nhóm, hai người đàn ông và hai phụ nữ, leo ra khỏi xe và tất cả đều phải đi bộ. Họ không chuẩn bị cho việc này. Khi họ đi đến cổng lâu đài, các quý cô đã đổ mồ hôi khi mặc chiếc áo choàng thủ công tinh xảo, và một trong những quý ông đã xé một lỗ nhỏ trên quần của anh ta. Tuy nhiên, họ đã đến nơi hứa hẹn sẽ là một dịp thực sự trọng đại. Một khi cánh cổng mở ra và cho phép họ vào, họ sẽ nhanh chóng quên đi cảm giác khó chịu của chuyến đi bộ dài. Trên thực tế, những lời đồn về sự kiện này không hề bị phóng đại quá mức. Nó ấn tượng đến từng cm như họ có thể tưởng tượng. Một tấm thảm vàng được trải từ cửa vào phòng khiêu vũ, và một sứ giả mặc trang phục cổ thổi còi báo hiệu họ đến. Anh ta thông báo tên của họ vào phòng, nơi những người đẹp đang nhảy múa và vui đùa thỏa thích. Có quầy đồ ăn trông rất ngon lành, bao gồm heo quay, trái cây tươi và bánh ngọt. Có những đài phun nước chứa đầy rượu sâm panh hảo hạng, và một dàn nhạc với đầy đủ nhạc cụ có thể nghe thấy từ khắp hội trường khổng lồ. Trên tất cả, người chủ trì ngồi trên cao, mặc áo choàng vương giả và đội vương miện được đính đầy trang sức. Đó là sự kiện xa hoa, tha hóa, hào nhoáng nhất mà bất kỳ ai trong số họ từng tham gia. Không có đồng hồ bên trong lâu đài của bữa tiệc, và không có cách nào để biết thời gian trôi qua bao lâu khi ở bên trong. Điều này là hoàn toàn có chủ ý, và sự kiện ở đó chỉ kết thúc khi tất cả các khách mời đã quá mệt mỏi để tiếp tục cuộc vui. Chính vì lý do này mà bốn người mới đến không nhận ra rằng đã muộn như thế nào. Và thực tế là một ngày mới đã đến bên ngoài lâu đài. Khi họ loạng choạng trở lại bên ngoài với đầy bánh ngọt, rượu sâm panh và những câu chuyện phiếm mà họ không thể dứt, thì trời đã rạng sáng. Họ đi bộ trở lại con đường dẫn họ đến lâu đài. Bước đi của họ nặng nề hơn một chút vì kiệt sức và rượu sâm panh. Và họ nhận thấy rằng có những hàng xe limousine và những chiếc xe khác đang đợi nơi đón trả khách. Xin lỗi, cho tôi hỏi, một trong những người phụ nữ gọi một người bảo vệ. Xe limousine của chúng tôi đâu rồi? Quý khách bảo anh ấy đợi ở đâu? Người bảo vệ hỏi. Lúc này, người phụ nữ nhìn những người bạn đồng hành của mình. Tất cả đều nhún vai. Không ai trong số họ biết điều này, và họ đã để tài xế về nhà khi họ rời khỏi xe. Chúng tôi không dặn anh ấy, cô gái giải thích. Người bảo vệ nhìn cô ngây người một lúc rồi phá lên cười. Vậy thì, anh ấy nói, quý khách sẽ phải đi bộ. Chắc chắn là phải có sẵn một phương án dự phòng rồi đúng không? Chủ bữa tiệc giàu có như vậy không thể để khách của mình đi bộ về nhà nếu họ không nghĩ đến việc lên kế hoạch trước và bảo tài xế của họ đợi cả đêm. Cả nhóm chờ đợi câu đùa, hy vọng rằng có một tài xế trong nhân viên sẵn sàng đưa họ đi, hoặc một người nào đó có thể gọi cho họ taxi. Nhưng điều đó không xảy ra. Không những vậy, không một điện thoại di động nào có tín hiệu. Họ không thể gọi tài xế quay lại, ngay cả khi anh ta không có khả năng ngủ quên vào giờ này. Người bảo vệ nói đúng, họ sẽ phải đi bộ, ít nhất là cho đến khi điện thoại của họ có tín hiệu để gọi taxi. Vì vậy, không còn lựa chọn nào khác trong tầm mắt. Những người dự tiệc vỡ mộng và bắt đầu cuộc hành trình dài trở lại nền văn minh. Ánh sáng đã bắt đầu chiếu ngược lại cảnh quan. Ít nhất, họ có thể nhìn thấy nơi họ đang đi. Nhưng chủ yếu vẫn là bóng tối khi họ đi dọc theo con đường. Ở ngoài này có an toàn không? Một trong những người đàn ông hỏi. Có khi nào có cướp không? Người khác trả lời. Có thể có gấu ở đây. Một trong những phụ nữ nói. Không, người phụ nữ kia khẳng định. Những con gấu đang ngủ đông vào thời điểm này trong năm, phải không? Tất cả đều rùng mình.
khi nghĩ đến việc phải gặp một con gấu hay bất cứ thứ gì khác trên con đường vắng vẻ này. Không có nơi nào để trốn và không có cách nào để tự vệ. Tốt nhất không nên tập trung quá lâu vào suy nghĩ đó. Nếu không, họ có thể nhìn thấy mình tê liệt vì sợ hãi. Họ vẫn không biết phải đi bao nhiêu bước nữa khi họ có thể thư giãn. Họ đi bộ cùng nhau trong im lặng trong một thời gian dài, lắng nghe âm thanh của bất kỳ tên tội phạm nguy hiểm nào hoặc những con gấu đang đi phía sau họ nhưng không có gì xảy ra. Khi họ từ từ tiến lên, mặt trời bắt đầu ló dạng ở đường chân trời, tràn ngập cảnh vật với ánh sáng ấm áp và xua đuổi nỗi sợ bóng tối. Nhìn kìa, một trong những người phụ nữ cuối cùng phá vỡ sự im lặng. Trên đó, cô ấy chỉ hướng sự chú ý của bạn bè đến ngọn đồi phía trước. Ở đó, họ có thể thấy bóng của những người đàn ông trên lưng ngựa, mặc những bộ quần áo giáp thời Trung Cổ. Họ ăn mặc như những hiệp sĩ, giống như trong câu chuyện về vua Arthur. Chắc họ đến từ bữa tiệc. Những người khác gật đầu đồng ý. Có lẽ chúng ta có thể xin đi cùng, một trong những người đàn ông gợi ý. Hay là mượn ngựa nhỉ? Họ đồng thanh vang lên. Đồng ý. Cả bốn tiếp cận các hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói, vừa đi vừa vẫy tay. Dừng lại, ai đang đến vậy? Một trong những hiệp sĩ hét lên. Ô, không cần phải như vậy, người phụ nữ kia cười. Chúng ta đến từ cùng một nơi. Các ngươi là bạn hay thù? Hiệp sĩ hỏi. Anh ta không bỏ mũ sắt, tay anh ta đặt trên chuôi kiếm, nghĩ rằng tất cả chỉ là một trò đùa nào đó. Cả nhóm tiếp tục đi lên đồi, bị thúc đẩy hành động. Hiệp sĩ rút kiếm, vung nó ra đe dọa. Điều này là đủ để ngăn nhóm đến gần họ. Anh ta nghiêm túc à? Người phụ nữ lẩm bẩm với người bạn đi cùng. Tôi không biết, cô ấy trả lời. Thanh kiếm đó trông khá giống thật. Phía sau, họ nghe thấy tiếng vó ngựa và quay lại thì thấy hai hiệp sĩ khác đang ngồi trên đầu những con ngựa đen to lớn, vung vũ khí. Tôi nghĩ chúng ta nên đi, cô hét lên với bạn bè của mình, kéo váy và chạy ngược trở lại. Nhưng những người còn lại trong nhóm dường như không muốn quay lại. Người muốn chơi một trò chơi? Vậy chơi thôi, một trong những người đàn ông nói. Thì anh ta rút kiếm của mình. Một bản sao hoàn hảo của thanh kiếm được sử dụng bởi một nhân vật trong phim truyền hình giả tưởng mà anh ta yêu thích, và cố gắng vẫy nó về phía hiệp sĩ. Nhưng anh ấy đã nhanh chóng thả nó xuống bãi cỏ. Nó nặng hơn nhiều so với những gì anh ấy nghĩ. Hãy rời khỏi nơi này ngay tức khắc, nếu không, người sẽ chết, một giọng nói vang lên từ phía trên anh ta. Bây giờ hãy đợi một chút, người nghĩ người đang nói chuyện với ai? Người đàn ông nói. Khi anh ta cúi xuống nhặt thanh kiếm của mình lên lần nữa, nhưng trước khi anh ta có thể làm điều đó, thì có một tia sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Tiếp theo là một tia chất lỏng màu đỏ sẫm văng vào những người dự tiệc còn lại. Họ im lặng, kinh hãi nhìn vào người đàn ông, khi đầu của anh ta lăn ra khỏi vai, trước khi quay lại nhìn người đàn ông trên lưng ngựa. Đây hoàn toàn không phải là một trò chơi. Những người dự tiệc đẫm máu quay đầu bỏ chạy khỏi những kẻ lạ mặt đáng sợ trên lưng ngựa, nhưng họ có thể nghe thấy tiếng vó ngựa sấm sét theo sau họ, tiếng lách cách của bộ giáp kim loại. Người phụ nữ đầu tiên bắt đầu chạy và nhìn qua vai mình, không thể tin vào những gì mình đã thấy. Đó là một cuộc truy sát khi các hiệp sĩ cưỡi ngựa truy đuổi kẻ thù đang chạy trốn, hạ gục từng người khi đang rút lui. Tất cả những gì cô ấy có thể làm là chạy và hy vọng rằng họ bị phân tâm bởi việc săn đuổi để không đuổi theo cô ấy. Cô ấy không biết đã chạy bao lâu trước khi âm thanh của vụ thảm sát bắt đầu nhỏ dần, nhưng cuối cùng thì nó vẫn xảy ra. Không thể chạy được nữa, cô cục xuống bãi cỏ, sợ hãi và bối rối trước tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng với một tiếng hét, cô ấy nhảy dựng lên một lần nữa khi cô ấy nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Cô không thể ngủ ở đây, một người đàn ông nói với giọng gay gắt. Đây là khu vực cấm. Trước khi cô ấy đứng dậy, đây là nhóm người thứ hai của vũ trang mà cô đã nhìn thấy vào ngày hôm đó. Lần này, họ mặc trang phục quân đội hiện đại. Quân đội Na Uy ư? Cô không chắc chắn. Người đàn ông nói giọng hoàn toàn bình thường. Cô bắt đầu cầu xin người đàn ông đó, nhưng anh ta đột ngột cắt ngang cô. Đây là năm nào? Anh hỏi. Vẻ mặt nghiêm túc, cô trả lời, bối rối, cho anh ta năm hiện tại. Anh ta thở phào. Khu vực này đóng cửa đối với công chúng, không an toàn khi cô ở đây. Hãy để tôi hộ tống cô ra khỏi đây, anh ta đề nghị. Cô cố gắng nói cho anh ta biết những gì cô đã nhìn thấy. Những người đàn ông lạ trên lưng ngựa, những người bạn của cô bị tàn sát trước mặt cô. Khi người đàn ông hỏi làm thế nào cô ấy đến đó, cô ấy kể toàn bộ câu chuyện, tỷ phú, lời mời, bữa tiệc. Trong trạng thái điên cuồng của mình, cô ấy không nhận thấy một trong số những người lính nói với ai đó rằng có vẻ như anh ta đã gặp điều đó một lần nữa. Người đàn ông chất vấn cô thay đổi giọng điệu. Anh ta dường như không quan tâm chút nào đến một nhóm hiệp sĩ thời Trung Cổ giết người trong rừng. Nghe có vẻ như cô đã uống quá nhiều, anh ta nói với cô ấy trước khi đặt cánh tay an ủi quanh vai cô. Và cô thậm chí không nhận thấy ống tiêm cho đến khi cô cảm thấy kim châm trên cánh tay trước khi bất tỉnh. Người phụ nữ trở về nhà và không có ký ức nào về những sự kiện mà cô ấy đã chứng kiến. Cô ấy sẽ không bao giờ nhớ mình đã gặp nguy hiểm như thế nào khi cô có một cuộc chạm trán với SCP-526.
SCP-526 còn được gọi là Cổng Valhalla, nằm trên một ngọn đồi ở Na Uy. Tổ chức SCP đã giấu thông tin về địa điểm chính xác của cánh cổng, không nghi ngờ gì, để ngăn chặn những người dân hiếu kỳ lang thang vào nơi nguy hiểm hoặc quay các đoạn video ngắn dễ lan truyền. Nhưng nếu bạn ở vùng nông thôn Na Uy, nó vẫn có thể dễ dàng được xác định. Đơn giản, chỉ cần tìm một vòng gồm 9 viên đá, mỗi viên cao khoảng 2m, được đặt trong bán kính 10m trên đỉnh đồi. Nếu bạn không chắc chắn mình đang ở đúng nơi, hay bạn vừa gặp một vòng tròn đá bí ẩn khác, hãy tìm các chữ rune được khắc trên bề mặt bên trong của mỗi vòng tròn. Nếu chữ rune ở đó, bạn đã ở đúng nơi cần tìm. Còn nhầm chỗ, bạn có thể đi hỏi. Mỗi ngày vào lúc mặt trời mọc, sẽ dịch khoảng 15 phút, cánh cổng sẽ mở ra và giải phóng một nhóm chiến binh từ bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử, được trang bị đầy đủ vũ khí và chuẩn bị cho một trận chiến. Những người này có thể là một nhóm nhỏ cung thủ hoặc 300 người Sparta, cho đến các nhóm đặc nhiệm được đào tạo bài bản. Và mọi thành viên của nhóm bị di rời tạm thời sẽ đến cùng một thời kỳ trong lịch sử. Như thể tất cả họ đều vượt qua kẽ hở tại cùng một thời gian. Mặc dù những biểu hiện kết quả này hiếm khi gây hại cho bất kỳ ai, họ giữ nguyên vị trí trong 92% thời gian sau khi xuất hiện lần đầu trên đỉnh đồi. 8% còn lại dẫn đến các tình huống thực sự có thể là một cuộc tắm máu. Rốt cuộc, đối với một đội quân lạc trong sương mù của chiến tranh, xuất hiện ở một vùng đất xa lạ trong một thời gian xa lạ, bất cứ ai cũng giống như là kẻ thù. Bất kỳ họ cư xử như thế nào khi xuất hiện ban đầu, những kẻ xuyên qua SCP-526 sẽ cố gắng tấn công bất kỳ ai tiếp cận các vật thể dị thường. Họ sẽ ở lại khu vực này cho đến khi mặt trời lặn. Lúc đó, họ sẽ biến mất, có lẽ sẽ quay trở lại ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào nơi họ xuất phát. Tổ chức SCP lần đầu tiên phát hiện ra SCP-526 sau khi một nhóm du khách nhập viện trong khu vực. Họ kể rằng đã đi bộ qua những ngọn đồi thì đột nhiên bị một đám người Viking cầm rìu vây bắt. Đương nhiên, điều này đã thu hút sự chú ý của các đặc vụ. Những người đã sớm tìm ra vòng tròn đá thần bí chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công. Những người sống sót đã được cho uống thuốc giảm trí nhớ và một câu chuyện bịa đặt được lưu hành đổ lỗi cho tuyên bố về các Viking là do chất gây ảo giác. Kể từ sự cố lần đầu tiên này, những cuộc chạm trán đáng chú ý giữa tổ chức và những người lính đi qua cổng thời gian đã diễn ra rất ít và cách xa nhau, nhưng đã có một vài cuộc gặp gỡ được chỉ định là đủ quan trọng để được ghi lại trong các tài liệu lưu trữ chính thức. Chính xác là 4 cuộc chạm trán. Vào những năm 1990, một thành viên đội ngăn chặn của tổ chức đã phát hiện ra 40 nhân vật đang tìm đường xuống đồi trong ánh bình minh mờ ảo. Họ đang cầm cung và kiếm, vũ khí sẵn sàng khi họ đi xuống đồi. Một thành viên của đội trong ngày đầu tiên làm nhiệm vụ quản thúc đã mắc lỗi khi gọi người lạ. "Các quý ông, xin hãy hạ vũ khí xuống," anh ấy đã gọi. Yêu cầu của anh ta tuy lịch sự, có thể đáp ứng, đã được đáp lại bằng một mũi tên vào vai. Rất may, những thành viên còn lại của đội đã có thể tiếp cận và giải quyết mọi việc trước khi tình hình trở nên phức tạp. Nhân viên bị thương đã được chăm sóc y tế kịp thời và được bố trí làm công việc bàn giấy, nơi ít có khả năng gặp phải đạn bay dưới bất kỳ hình thức nào. Một vài năm sau, một đội đặc nhiệm của tổ chức đã được phân công tại SCP-526 đã bắt đầu trở nên tự mãn. Không có một vụ bạo lực nào xảy ra trong rất lâu, chỉ là một loạt người bối rối xuất hiện vào lúc mặt trời mọc và chạy xung quanh cho đến khi họ biến mất vào lúc hoàng hôn. Có vẻ như hầu hết các đối tượng đi qua khe nứt thời gian, không khát máu như người ta vẫn tưởng. Sau đó, một nhân viên đã giật mình khỏi một giấc mơ bởi một tiếng rìu đá đập vào một cái cây gần đầu anh ta. Anh ta và những người còn lại trong đội nhìn lên thì thấy một nhóm 30 người đàn ông mặc da thú đang từ sườn đồi lao tới ngay phía họ. Họ cầm những vũ khí thô sơ được chạm khắc từ đá, đôi mắt hoang dã, bộ râu chưa được cắt tỉa và bộ quần áo dính máu ngày càng rõ khi họ đến gần hơn. May mắn thay cho tổ chức SCP, những người tiền nhiệm này đã đưa nhóm người vào một cuộc chiến súng trường bán tự động. Họ nổ súng và trong vòng vài phút, không một người đàn ông giấu mặt nào còn đứng vững. Có một chút khó xử, nhìn thi thể của họ ngã xuống trong suốt thời gian còn lại trong ngày, nhưng nhóm nghiên cứu không thấy có ích gì khi di chuyển họ nếu họ biến mất vào đêm hôm đó. Một thành viên của lực lượng đặc nhiệm đã dành phần còn lại của ngày để nhìn vào bàn tay của mình, hoang tưởng rằng anh ta có thể đã bắn một trong những tổ tiên xa xưa của mình và xóa bản thân khỏi dòng thời gian theo kiểu Back to the Future. Rất may, đây không phải là trường hợp đó. Vài năm nữa trôi qua, thế kỷ này sẽ mở ra một thiên niên kỷ mới. Vào đầu những năm 2000, một trung đội gồm 20 binh sĩ Nga sau này được xác định khi một sĩ quan tổ chức cố gắng dịch một số lời nguyền chửi rủa của một trong những người đàn ông đã thành hiện thực, mặc đồng phục Thế chiến thứ hai và mang theo súng trường phù hợp với khoảng thời gian đó. Hầu hết trong số họ không di chuyển từ trên đồi ở một vị trí phòng thủ, nhưng một số đã hơi táo bạo và nổ súng vào các đặc nhiệm của tổ chức. Ngọn lửa đã được đáp trả bằng hiện vật và hai người đàn ông đã thiệt mạng, nhưng những người còn lại vẫn bình an vô sự trong thời gian còn lại của ngày. Sự cố cuối cùng được ghi nhận đặc biệt đáng chú ý bởi vì trong trường hợp này,
Những người lính xuất hiện không thuộc quân đội của một quốc gia cụ thể, cũng không phải từ quá khứ xa xôi. Có 30 người đàn ông và phụ nữ mặc một bộ đồng phục khó nhận biết. Đây là những thành viên của lực lượng đặc nhiệm cơ động tổ chức SCP đã mất tích. Tất cả đều bị giết trong một nhiệm vụ thực địa vài năm trước đó. Vì muốn tránh xung đột không đáng có, các nhân viên có mặt tại địa điểm đã cố gắng nói chuyện với các thành viên MTF này, nhưng họ không phản hồi. Thay vào đó, họ tấn công và sẽ không ngừng lại cho đến khi có sự hỗ trợ của không quân với AC-130 Gunship, búa của thỏ, khiến 3 người chết và 11 người bị thương khi khói cuối cùng tan hết. Cuộc gặp gỡ cuối cùng này đã đặt ra một số câu hỏi khó về bản chất của SCP-526 và trạng thái tinh thần của những người đi qua nó. Họ dường như không thể nhận ra đồng nghiệp của mình, không thể nghe những gì họ đang nói. Bản năng bảo vệ SCP-526 trước bất kỳ kẻ xâm lược nào được nhận thức đã chế ngự bất kỳ sự quen thuộc hoặc lòng trung thành nào mà họ thường có đối với các đặc vụ khác của tổ chức. Đó là một tình cảnh bi thảm, đau khổ, không có câu trả lời rõ ràng. Tổ chức SCP tất nhiên không xa lạ gì với việc xử lý nhân viên của mình, nhưng các nhân viên có mặt trong vụ việc này đã báo cáo tỷ lệ cao mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, và một số người đã yêu cầu được dùng thuốc mất trí nhớ để chấm dứt cơn ác mộng tái diễn. Tổ chức sẽ không thể tìm hiểu thêm trừ khi có nhiều binh sĩ đã ngã xuống vượt qua cánh cổng. Ngay cả khi họ làm vậy, không thể nói liệu họ sẽ có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào hoặc tham gia vào một cuộc đối thoại, hoặc liệu họ sẽ phải bắn họ trong một vòng xoáy, giết hoặc bị giết. Vì không có cách nào để biết mỗi lần mặt trời mọc thì SCP-526 sẽ mang lại điều gì, nên tổ chức SCP đã phân loại vật thể dị thường này là Euclid. Vì không có cách nào để di chuyển SCP-526 đến bất kỳ địa điểm chính thức nào của tổ chức, bán kính 15 km xung quanh điểm bất thường đã được chuyển đổi thành khu vực quản lý vũ trang 31. Câu chuyện cho khu vực này là một địa điểm thử nghiệm vũ khí quân sự và có một vùng cấm bay có hiệu lực ở đó. Một nhóm đặc vụ hiện trường có trình độ được bố trí tại chỗ để quan sát và vô hiệu hóa bất kỳ đối tượng nào xuất hiện từ SCP-526. Bởi vì tất cả là công bằng trong chiến tranh, các đặc vụ ở đó được phép sử dụng vũ lực chết người nếu tính mạng của họ bị đe dọa hoặc việc ngăn chặn bị đe dọa. 30 phút trước khi mặt trời mọc, các đội quản thúc được đặt trong tình trạng báo động hoàn toàn và sẽ để mắt đến SCP-526 cho đến khi mặt trời lặn và tất cả các mối đe dọa tiềm ẩn biến mất. Nếu trong một ngày các đối tượng xuất hiện quá nhiều hoặc quá hung hãn khiến các đội trên mặt đất không thể ngăn chặn, lực lượng đặc nhiệm cơ động Sigma 9 hoặc Valkyria có thể hỗ trợ bằng cách không kích. Vì tổ chức đã thiết lập vành đai xung quanh SCP-526 nên không có dân thường nào bị tổn hại. Mặc dù điều tương tự không thể xảy ra đối với các nhân viên của tổ chức hoặc cánh cửa quay vòng của những chiến binh kỳ lạ xuất hiện trên đồi, nhưng giao thức này được coi là thành công. Tôi vẫn chưa ra ngoài để tận mắt nhìn thấy cánh cổng. Tôi có xu hướng theo chủ nghĩa hòa bình hơn, nhưng nếu có, đảm bảo tôi sẽ mang thêm một chiếc khiên, một chiếc áo chống đạn và có lẽ một bộ giáp đầy đủ. Tại sao không chứ? Tôi luôn cho rằng cách tấn công tốt nhất là phòng thủ tốt. Bây giờ, hãy xem thêm một mục khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob, như Mê Cung Vô Tận. SCP-167 là một địa điểm bất thường kỳ lạ khác, và hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng ký vào bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.